Hi, xin chào các bạn gái xinh đẹp. Các bạn có thích cặp mắt này không? Ok, trước nhất mình xin có cái niềm vui chia sẻ cùng các bạn gái. Mình muốn nói là mình trên Facebook bác bạn gái nào mà có yêu mến mình á, thì có biết Facebook của mình á, hiện bây giờ thì mình có bán đồ trang điểm trên Facebook của mình. Là Facebook là Thanh Tiền Makeup Online Shop. Ok. Thứ nhất là mình thích cái này, là mình nói thật sự nha, không phải là mình có bán ở trên Facebook mà mình nói nó là tốt. Không phải mình xài tốt thiệt, mình xài ăn ý thiệt, mình mới đem về những cái hàng này để mà mình bán trên Facebook. Các bạn gái nào mà ở Campuchia, mình bán ở trên Campuchia thôi. Tại bây giờ mình ở Campuchia, mình chỉ bán trên Campuchia thôi. Là đặc biệt là mình có đem tới nhà cho các bạn gái, không tính tiền xe. Mắt màu cô da này bạn thấy ở đằng sau nó như vậy ha. Mình chia sẻ cái màu mắt này, nếu như mà bạn gái nào mà không biết cách trang điểm, bạn chỉ cần một màu mắt cô da này thôi. Nó như vậy, ở trong là nó như vậy không bạn? Ở trong là nó như vậy ha. Bạn mở cái nắp này ra. Ok. Bạn thấy cái màu của nó không? Ha. Ở đây là cái tay của mình không có primer ha. Mình cho bạn thấy. Ha, không có primer. No primer. Ok. Rất là dễ xài, rất là dễ xài. Nó dạng tưởng tượng như ướt mà không phải ướt, nó dạng là khô, mất mà khô. Nhưng mà nó không phải là ướt. Nó giống ướt mà nó cũng không phải là ướt các bạn ha. Mình rất là ăn ý nó, nếu như bạn bạn nào đặc biệt là không biết làm trang điểm, bạn chỉ cần một màu mắt này thôi, bạn tán dần ra hết cái mí này của bạn một màu một thôi. Bạn nếu mà không xài cọ, bạn xài tay cũng vẫn cái màu vẫn tiết bóng lên rất là đẹp ha. Với lại bạn chú mascara, kẻ eyeliner chú mascara lên là bạn có thể đi ban ngày cái nét đẹp tự nhiên ha. Và mình cũng ăn ý Maybelline 24 hour này. Mình cũng rất là ăn ý, nó là dạng mắt màu ướt, giữ rất là lâu. Khi mà bạn ở trong là nó như vậy không bạn ha. Ok, giữ rất là lâu, mình cũng rất là ăn ý. Nếu như mà bạn có muốn thử không, mình không nói dốc ha, mình không nói dốc, mình nói thiệt. Ok, không phải mà mình nói bây giờ mình bán mình mới nói là nó tốt, thật sự ra là nó tốt thiệt. Không cần biết bạn mua của mình đâu, bạn mua bạn tìm thấy được ở đâu bạn mua xài rất là ăn ý ha. Mình chỉ là ở Campuchia thôi, bạn không cần biết bạn kiếm gặp được ở đâu, ở bạn ở nước nào không cần biết. Bạn nên mua xài rất là dễ xài, hai cái này rất là ổn. Bây giờ cái môi của mình sức là cái màu son này ha. Ok. Của cô da hăng bạn ha. Cái màu nó vậy các bạn ha. Nhưng mà mình không có sức nó không, mình nghĩ mình có sức son bóng nó dưới lên nữa, của nét nữa. Cái son này cái độ dưỡng của nó giá tiền rất là ổn, mà cái độ dưỡng của nó cũng rất là ổn ha. Nếu như mà bạn nào mà thích thích cũng như là son mà có độ dưỡng ha, son bóng bóng thì cái này ok. Ok, chào tạm biệt các bạn gái, mong cái trang điểm này đem cho các bạn gái được nhiều niềm vui, mong là các bạn thích cách trang điểm này.
cặp mắt này. Bạn cũng có thể là đi ban ngày. Cặp mắt này bạn cũng có thể là đi ban ngày được. Bạn đừng có cắn lông mi giả, đừng có kẻ eyeliner mà dài giống như mình kẻ vừa chí mí cái mí của mình thôi. Chút mascara đi ban ngày vẫn được như thường. Mình quên chia sẻ tóc của mình mới nhuộm. Mình nhuộm lại màu tím này nè bạn. Có được không? Hay là các bạn nói chị ơi, chị lớn tuổi rồi, chị nhuộm cái màu này không có xứng. Nhưng mà mình suy nghĩ bây giờ mình thương cái màu này mà mình nhuộm bây giờ không được nó một chút xíu nữa là mình càng nhuộm không được nữa. Bởi bây giờ mình nhuộm. Ok. Bye bye. Chúc các bạn gái gặp nhiều may mắn và được nhiều niềm vui. Và các bạn nên nhớ nha, các bạn đi ra đường hay đi đâu bạn phải có một chút xíu trang điểm vô, nhìn bạn, mình không biết nói sao mà nhìn nó được, nó sang trọng hơn là một nè, nó đẹp nữa là hai nè. Các bạn gái mình thấy bán ở trong, như là trong những cái cửa hàng hoặc là trong những cái làm công việc ở trong những cái gì không còn biết mà các bạn nên một chút xíu trang điểm vô cho nhìn thấy của mình, cái khuôn mặt của mình nó tươi hơn ha. Mình khuyên như vậy. Các bạn đừng có bỏ lỏng lo công việc không mà không có lo trang điểm cho mình ha. Ok. Và các bạn gái có chồng gọi cũng nên đi ra đường, đi giống xã cũng nên trang điểm một chút đặng mà nhìn cho mình đẹp hơn. Ok, bye bye. Các bạn có trang điểm dĩ nhiên phải nói hơn cái mà bạn không trang điểm rồi phải không? Ok, bye bye. Video này mình nói hơi nhiều chút xíu, mong các bạn đừng có trách ha. Mình xin nói một chút xíu Campuchia do bon bộ anh xảy dân mình đã score khi nhóm nơi Facebook chẳng lớn như mình lụa mắc cả dê chua xây xây nơi Facebook và bon bộ anh trong tính có ban tại Facebook nhóm mình lụa tàn nơi Phnom Penh nghe nôm đo tê ọt kết thay lùi bình chuôn tờ kết tà thay là bò bong bong tinh thẩm nâng. Ok, bye bye. Bye bye. Mình nói mình xài cô da ha, hay với cây cỏ như vậy. Mình cũng rất thích cái phấn nền này, ghẻ nhưng mà xài cũng ổn đối với da khô ha. Nếu như mà da mà dạng như mà da dầu thì không có thích hợp, tại vì nó là để dành cho da khô ha các bạn ha. Ok. Mình rất thích cái món này, rất là dễ tán ha, rất là dễ tán ha bạn ha. Tới nữa là mình nói mình xài concealer cái hiệu này ha bạn, rất là mình xài cũng rất là ăn ý, nhưng mà giá tiền không mắc, rất là ổn, rất là rẻ. Mình xài cũng gần hết rồi. Ok. Bạn thích xài tay cũng được các bạn ha, mà xài bông phấn cũng được và xài cỏ cũng được. Mình xài tay ha. Mình xài ở dưới concealer này mình xài của NARS ha, và mình xài cây cọ như vậy như vậy, cây cọ nó như vậy. Ok. Bạn thấy mình tạo khói, cái này là gọi không phải là tạo khói nhưng mà đánh cho, nói sao, cho cái da của mình ở ngoài này cho nó nâu lại ha. Ok. Sau đó mình tạo khói cho bạn coi ha. Mình thấy cái cỏ này ha, mình cũng có từng nói rồi, cái cỏ này ha, rất là dễ tạo khói. Ok. Tới nữa mình sẽ
ở dễ tới đây thôi ha. Từ từ cái góc chân mày của mình nè, để xuống tới đây ha. Ok. Bạn thấy một bên mình có tạo khối và một bên chưa có, bạn thấy có khác nhau không? Rất khác nhau bạn. Khi mà bạn có tạo khối là nhìn cái mặt của bạn nó gọn lại. Ok, mình để cho bạn coi lần nữa. Mô ra tròn ra bên đây, ốp vô dài xuống ha. Trước nhất là mình xài cái mắt màu của này ha, của Maybelline, mắt màu ướt. Cái dạng ở trong nó như vậy ha. Mình chia sẻ một chút xíu. Mắt màu này các bạn gái có thể là mua ở trên Facebook của mình được ha. Sau đó mình xài cọ. Tại vì biết sao mình xài cọ không? Móng tay của mình rất là dài, cho nên mình không có xài tay. Okay. Trước nhất là mình xài cái màu mắt như vậy ha. Bo viền trăng. Nhưng mà mình xài cọ của 217 ha, của mát của mạc. Nhưng phải chuột bo pi đồng bo mạc đi là biệt mình trăng. Mình bổn cho bo hành trắng liệp nó lơ xong bộ này. Mình lấy cái màu như vậy mình tán trên cái mí của mình. Mình xài mắt màu của Liêu Lon, cái màu là cam cam ha. Ok, mình xài cái cỏ như vậy. Ok, mình sẽ tán ở trên này, ở trên cái nhưng phở bo Liêu Lon do bo nó do chủ hiện tuấn hay hiện thông trắng cô như là. Ok, khi mình tán ra vậy, tán cho nó đừng có ranh giới không bạn ha, nhìn cái màu nó mới đẹp. Ok, tới nữa mình sẽ lấy một cái màu mắt như vậy và mình xài cọ của Net NVS ha, số là B31, chuột bo NVS lên B Samui. Ok, mình lấy cái màu vậy mình vẽ đằng sau này mà mình tán ra, tán dần ra. Xin lỗi, tại vì có cái bạn Campuchia, tại mình nói tiếng Campuchia chút, tại vì có cái bạn người Campuchia đó, mình nói tiếng Việt Nam á, cổ nói là cổ người Campuchia cho nên cổ không có hiểu. Cổ mong là mình làm video nói tiếng Campuchia vô miếng cho cổ hiểu được chút ít gì. Mình biết cũng có nhiều bạn nói là chị ơi, chị nói một ngôn ngữ thôi, nói cho xuông. Nhưng nếu như mình nói một ngôn ngữ thì cái người bạn kia cũng không biết nghe. Rồi mình nói ngôn ngữ này thì người bạn kia cũng không biết nghe, cho nên mình là người Việt Nam, mình phải nói ngôn ngữ Việt Nam, nhưng mà phải mình xinh hoa vô một chút xíu tiếng Campuchia cho người ta nghe. cho những bạn mà không biết tiếng Việt cổ nghe được ha. Ok, sau đó mình tán dần ra đều ra. Sau đó mình dùng cái cọ của mới nãy mình tán đều, cọ của mát mình tán lại. Okay.
rất là dễ cặp mắt này không bạn ha. Sau đó mình xin chia sẻ cô da cái màu như vậy ha, là 405 ha, số 405. Mình chia sẻ nữa ở trong nó như vậy không bạn ha. Ha, ở trong nó gì mở ra nó như vậy ha. Cái mắt màu này á mình xài mình cũng rất là ăn ý. Nếu như mà bạn nào á không mấy gì biết trang điểm, bạn chỉ cần lấy cái màu này bạn xài, có thể bạn tha lên cho đều hết cái mí dưới thì các bạn cho nó hơi lên lên chút. Bạn chú mascara bạn đi ban ngày rất là dễ thương, rất là tự nhiên ha. Nhưng bây giờ móng tay của mình dài lắm, mình không có xài được, mình phải xài bằng cọ ha, mình xài bằng cọ như vậy. Cái màu mắt này ở trên Facebook của mình vẫn có bán ha. Nếu như mà bạn nào có muốn mua, bạn kiếm Facebook Thanh Tiền Makeup Online thì bạn có số điện thoại trên đó, bạn có thể điện mua được ha. Còn dưới ở dưới này mình highlight dưới đây luôn thêm đi. Ok, chia sẻ để mình luôn xài luôn ở dưới, làm ở dưới luôn rồi mình hãy kẻ lên nè. Cũng lấy cái màu mắt của ướt mới nãy luôn ha. Sau đó mình vẽ ra dưới này. Sau đó mình cũng lấy cái màu mắt như vậy ha. Mình cũng lấy cái cọ này. Ok, cái cọ này mình cũng tán đây. Sau đó mình xài lại chì trắng ha. Mình kẻ trong, bạn biết không, mình không có thích kẻ trong mày cái màu đen, nhìn con mắt của mình nó sậm quá. Mình rất là thích con mắt cái mí trên sậm, nhưng mà mình không có thích cái mí dưới sậm quá, nhìn nó nói chung là mình không biết sao mình không thích như vậy. Bởi vì mình ít cái khi nào mà xài chì đen cái lắm, mình xài chì trắng hoặc là chì da mình kẻ ở trong cái làn lằn con mắt nước. Nhưng cho chất phở là việc pencil là việc po so po sạch dương cô này này tức dương nó khổ nữa, nhưng mà sao cho chất cô là việc po khmơ tư mơ tư đúng đang mấy cho chất là po anh chàng. Ok, bây giờ mình kẻ eyeliner ha. Tới là mình vẽ chân mày bằng chalk liner. Trước nhất là mình lấy cái cây cào chân mày như vậy, mình cào cái phấn mà nó dính trong cái chân mày của mình ra ha. Sau đó mình sẽ xài cái cọ đầu xéo như vậy. Ok, mình xài lại cái cọ vuông như vậy. Tới cái là mình xài bột mắt màu bột mắt màu ấy lên cái chân mày này cho nó giữ được lâu. Ok, tới là mình đánh má hồng cái màu này ha, cái màu hồng màu bự nhất ở đây ha ha. Và mình xài lại cái cây cọ như vậy ha ha, đánh má hồng. Ok, giữ như bớt từ đây, từ cái chỗ mà mình tạo khói như này. Ok, đánh lên độ mát ha ha, cái dạng như vậy, ao ở trong nó như vậy ha, bọt như vậy. Ok,
mình xài cái cọ như vậy, nhưng mà mình không có chấm vô trong đây đâu, mình sẽ chấm vô trong cái nắp này ha, chấm vô. Bạn thấy nó bóng không? Mình chia sẻ một chút xíu, nếu như mà bạn muốn cho son giữ cái màu hơi lâu chút xíu, nãy mình có sức kê dưỡng dưỡng môi với ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái phấn, ok, phấn này ha, kẻ xài tốt. Ok, mình sẽ lấy cái bông phấn của nó ở trong này mình chậm vô. Mình chậm cái môi của mình cho nó gáo đều hết. Bạn nhớ nếu mà bạn mà thí dụ mà trang điểm mà nó hơi sậm quá, nó hoặc là cái gì sậm quá giống như nãy mình trang điểm trên đây, cái tạo khói trên đây hơi sậm chút xíu, mình sẽ lấy cái cọ này mình tán tán như vậy thì nó sẽ ra đều mà không có sậm. Ok, tới nữa mình sẽ xức son, mình xức son của cô da ha, cái dạng như vậy có độ dưỡng cũng rất là ổn ha bạn ha. Mình xài qua rồi, thơm mùi kẹo. Tới nữa là mình xài son của nét những này ha. Okay. Xong xuôi.